Cũng về hợp tác hải quan quốc tế, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã diễn ra hội nghị tổng cục trưởng hải quan Việt Nam Lào năm 2019. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm vun đắp tình hữu nghị giữa hải quan hai nước. Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan hai nước được tổ chức luân phiên hàng năm nhằm ra soát các hoạt động và đánh giá kết quả hợp tác, thảo luận và thống nhất các biện pháp cụ thể hợp tác, trợ giúp lẫn nhau. Hải quan Việt Nam cũng đã tiếp nhận các đoàn khảo sát, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức hải quan Lào tại Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn sâu về hải quan, cử các chuyên gia sang Lào trao đổi về các vấn đề nghiệp vụ hải quan. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã tiến hành trao đổi số liệu thống kê hải quan song phương, hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra xác minh thông tin phục vụ công tác kiểm soát hải quan của hai bên hỗ trợ cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ của hải quan Lào, có hoạt động hợp tác của các đơn vị hải quan dọc theo biên giới đường bộ hai nước theo cấp cụm, cấp cục và cấp chi cục. Đặc biệt hai bên đã triển khai hoạt động mô hình một cửa, một lần rừng tại La Bảo, Đen Sa Vạn. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, nhất là các thông tin liên quan đến các đối tượng buôn lậu ở khu vực biên giới, buôn bán trốn thuế tại các cửa khẩu, các hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy và hàng hóa quốc cấm khác ngoài ra hai bên phối hợp với nhau để tạo thuận lợi cho hành khách phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trên cơ sở nguyên tắc pháp luật của mỗi nước và điều ước quốc tế mà hai bên tham gia trong năm 2020, Hải quan Việt Nam Lào tiếp tục xây dựng cơ chế hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong công tác điều tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hợp tác trao đổi số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và tiếp tục triển khai bốn bước mô hình kiểm tra một cửa, một lần dừng tại La Bảo Đen Sa Vạn. Trong đó, cơ quan hải quan hai nước sẽ nâng cao hiệu quả trao đổi xác minh thông tin, cung cấp hồ sơ tài liệu để hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và đồng thời chỉ định cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin nóng về công tác chống buôn lậu.